cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ông Nguyễn Thành Tài. Ông Nguyễn Thành Tài sinh năm 1952 là một chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Tài là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 8, nhiệm kỳ 2005-2010, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khóa 8, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010 thì ông là phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Tài là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2003-2012. Về bê bối, ngày 4 tháng 5 năm 2018, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Việt Nam về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp thương mại dịch vụ căn hộ cho thuê tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, rộng 4.921 m², trong thời gian ông Tài làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Tài đã ký nhanh nhiều văn bản chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm và các công ty không đủ năng lực khác tham gia vào dự án mà Thủ tướng Chính phủ cho rằng đã làm thất thoát nguồn thu ngân sách. Ông Tài đã chấp thuận giá quyền sử dụng đất tại lô đất số 8 Lê Duẩn là hơn 600 tỷ đồng, giá thuê quyền sử dụng đất tại số 12 Lê Duẩn là 3,5 triệu trên 1 mét vuông vào năm 2010. Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rằng gần 10 năm sau, năm 2019, nếu bán đấu giá khu đất này thì sẽ thu về số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 12 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thành Tài trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mới đây, thì ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến vụ hoán đổi đất của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Bộ Công an đã vừa ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp, ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can khác đã làm sai khi để bà Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước với số tiền 352 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết luận điều tra, thì công ty Diệp Bạch Dương do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện theo pháp luật có trụ sở tại 179 Bít Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm ca nhạc nhẹ trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng. Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007, trung tâm ca nhạc nhẹ viết tắt là trung tâm đã liên hệ với công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở. Bà Diệp đã đề xuất với trung tâm tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Việc hoán đổi này để công ty Diệp Bạch Dương nhận thửa đất số 185 Hai Bà Trưng và hợp nhất với các thửa đất hiện tại để xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng. Đổi lại, công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ trung tâm xây dựng trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp. Thấy phương án hợp lý thì ông Vi Nhật Tảo, giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận phương án hoán đổi này. Sau đó, tháng 2 năm 2008, bà Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đề nghị đổi đất 57 Cao Thắng, lấy đất 185 Hai Bà Trưng và công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở lần đề xuất này thì lãnh đạo thành phố không chấp nhận việc hoán đổi do pháp luật không có quy định này. Tuy nhiên sau đó thì bà Diệp đã tiếp tục vận động các cá nhân có thẩm quyền phương án hoán đổi kèm theo đề xuất sửa chữa trung tâm ca nhạc nhẹ số tiền là 20 tỷ đồng. Sau đó, ông Vi Nhật Tảo đã mời ông Nguyễn Thành Dùm tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày trong room thấy lợi ích cho trung tâm ca nhạc nhẹ. Ông Dùm đã tổ chức họp ban giám đốc và thống nhất chủ trương về hoán đổi. Sau đó thì bà Diệp đã ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 21.860 lượng vàng tại ngân hàng Agribank. Việc vay này thì công ty Diệp Bạch Dương đã không thông báo cho ông Vi Nhật Tảo biết. Sau đó, bà Diệp đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương pháp hoán đổi.
Sau đó thì ông Tài đã gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó Lê Hoàng Quân, để xin ý kiến. Chủ tịch thành phố sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này, Sở Tài chính và hai tổ chức hai cuộc họp liên quan. Tuy nhiên thì bà Diệp cũng không cung cấp thông tin gì liên quan đến việc thế chấp nhà đất tại 57 Cao Thắng. Bà Diệp chỉ cam kết hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng cho việc sửa chữa cơ sở. Sau đó, hồ sơ hoán đổi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận với điều kiện công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng, tính vào giá trị sử dụng đất sau khi thẩm định. Về giá trị quyền sử dụng đất thì sau khi thẩm định, nếu thửa đất nào giá trị hơn thì bên nhận phải hoàn lại bên chênh lệch cho bên kia. Sau khi thẩm định xong, công ty Diệp Bạch Dương ngoài việc phải xây dựng trụ sở thì còn phải bù tiền chênh lệch là hơn 4 tỷ đồng. Sau khi thống nhất việc hoán đổi, công ty Diệp Bạch Dương đã nhận mặt bằng tại 185 Hai Bà Trưng và lấy giấy tờ liên quan. Nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho trung tâm ca nhạc nhẹ. Do khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận nên sau đó công ty Diệp Bạch Dương đã yêu cầu hủy việc hoán đổi. Sau đó, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã làm văn bản gửi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không thu thêm khoản tiền hơn 4 tỷ đồng được xác định là tiền chênh lệch quyền sử dụng đất. Sau khi nhận được báo cáo của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp với các phó chủ tịch vào tháng 1 năm 2013 cùng với nhiều đơn vị khác. Tại cuộc họp này thì ông Quân đã kết luận chấp nhận hoàn trả 5 tỷ đồng cho công ty Diệp Bạch Dương đã cam kết hỗ trợ cho trung tâm ca nhạc nhẹ và tiếp tục yêu cầu công ty Diệp Bạch Dương nộp hơn 4 tỷ đồng tiền chênh lệch quyền sử dụng đất, yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng cho công ty Diệp Bạch Dương. Sau khi nhận được giấy chứng nhận tại số đất 185 Hai Bà Trưng thì bà Diệp đã thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỷ đồng. Hiện nay thì món nợ này cũng được xác định là nợ xấu và đã được ngân hàng bán nợ xấu cho đơn vị khác. Cơ quan đã định giá tài sản, xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất này tại thời điểm tháng 1 năm 2019 là 352 tỷ đồng. Ngoài việc thế chấp đất 57 Cao Thắng thì công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ ngân hàng Agribank số tiền 2.904 tỷ đồng, lãi hơn 2.500 tỷ đồng và được xếp vào nhóm nợ xấu. Hiện ngân hàng này đã bán nợ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Vào chiều ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 4 đồng phạm, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, cựu Chủ tịch công ty Hòa Thắng 5, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần đầu tư Lavenue, ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2 và Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 5 bị cáo bị xét xử vì những vi phạm trong việc cho thuê và giao nhà đất 812 Lê Duẩn, Quận Nhất trái với quy định và gây thất thoát lãng phí cho nhà nước hơn 1.927 tỷ đồng. Qua đó thì cáo trạng đã nêu vì mối quan hệ tình cảm cá nhân mà ông Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo cấp dưới chuyển khu đất vàng 812 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện cho bị cáo Lê Thị Thanh Thúy thực hiện dự án xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Tuy nhiên tại tòa, trong buổi sáng ngày 16 tháng 9, bị cáo Nguyễn Thành Tài đã khai không biết gì về công ty Hòa Thắng 5 này, biết công ty này do công ty quản lý kinh doanh nhà giới thiệu. Khi được chủ tọa hỏi bị cáo có quan hệ thế nào với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy thì ông Nguyễn Thành Tài đã trình bày bị cáo với cô Thúy chỉ là quan hệ bình thường như lãnh đạo thành phố đối với các doanh nghiệp. Chiều ngày 16 tháng 9 thì trong nội dung thẩm vấn, khi được chủ tọa hỏi vì sao biết bị cáo Nguyễn Thành Tài thì bị cáo Thúy đã trả lời bị cáo biết ông Tài là lãnh đạo thành phố và ông Tài khá thân với người nhà của tôi. Ngoài ra thì bị cáo Thúy đã khai biết về dự án 812 Lê Duẩn do bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, giám đốc công ty quản lý kinh doanh nhà đang bỏ trốn giới thiệu.
và nguyên nhân biết thủy thì bị cáo Thúy đã khai trong một lần tiếp xúc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để doanh nghiệp đưa ra các chia sẻ mong muốn thì ông Lê Hoàng Quân đã giới thiệu bị can Thủy cho bị cáo. Sau đó, bị cáo Thủy đã gặp và tiếp xúc với bị can Thủy. Theo cáo trạng, công ty Hòa Tháng 5 là công ty mới thành lập từ tháng 4 năm 2010 và hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện dự án bất động sản nào trước đây. Nhưng lợi dụng mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Thúy đã được bị cáo Tài ký các quyết định giao cho thuê nhà đất số 8-12 Lê Duẩn để tham gia đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn nhằm trục lợi cá nhân và không phải cạnh tranh đấu giá đất hay đấu thầu dự án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.